Thưa quý vị, từ khi triển khai mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các cấp hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì hoạt động của nhóm tình nguyện viên tư vấn chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Các tình nguyện viên đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cho những người cao tuổi đau ốm, nghèo đơn để phần nào động viên an ủi tuổi già với bớt buồn lo. Mặc dù bận rộn với công việc riêng, nhưng chị Phạm Thị Phương, cùng với các tình nguyện viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Bình Hòa Ba, phường Khuy Trung, quận Cẩm Lệ, thường kể hết nhà bà Trần Thị Tảo để chăm nom, hỏi hàng sức khỏe. Ở tuổi 70, bà Tảo hiện sống với mẹ già 98 tuổi trong căn nhà nhỏ. Sức khỏe không tốt, nhưng vì mẹ già bị tai biến, nằm một chỗ nên mọi công việc trong nhà đều cho bà Tảo lo toan. Từ khi câu lạc bộ dẫn chăm sóc mẹ con bà Thảo, hàng xóm không còn xa lạ với hình ảnh người tình nguyện viên làm việc nhà, xoa bóp, trò chuyện với mẹ con bà. Coi như qua đi nhà coi nhỏ, có cứ gì cũng giúp đỡ hết. Thấy mà thấy là người mạch mỏi, á, gì cũng cũng cũng, cũng 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 cố gắng mà giúp đỡ, và đo phải đa quyết góp tình tin hết. Như là cái công việc này thì cũng là cũng mất thời gian nhưng mà chị em trong khu dân cư thì cũng động viên nhau. À, xem người trong khu dân cư cũng như người trong gia đình để giúp đỡ một ít thời gian thì cũng không có gì khó khăn lắm. Sự giúp đỡ trực tiếp của các tình nguyện viên tập trung vào nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc. Mỗi tuần hai lần, các tình nguyện viên đến nhà thăm hỏi sức khỏe, đo huyết áp, hướng dẫn các cụ tập vật lý trị liệu hay vận động nhẹ nhàng để lưu thông máu huyết, động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Trong thời gian qua là nói chung là câu lạc bộ của thôn là rất nhiều chị em để đáng hỗ trợ giúp cho chị là những cái thời gian mà chị không đi đánh đi đứng được á như chẳng hạn là cơ nước hay mình đi chợ áo quần rồi cho chị cứ đấy có thể thấy mô hình tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại nhà đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực đến cho người cao tuổi neo đơn khó khăn thời gian đến Hội người cao tuổi thành phố Hức sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để xây dựng thêm nhiều tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà, qua đó hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh người cao tuổi khó khăn trong cuộc sống.